chắc đó giờ Bảy chưa bao giờ có cái cảm giác mà hung vợ bạn, cho nên là ông đánh tôi chưa đã hay sao giờ đánh bạn tôi nữa? Nó hung quá kìa. Mà tôi thấy bà cũng im le à, chắc bà thèm nó lắm. Ừ, tôi thèm lắm á. Tôi thèm được yêu thương, thèm được chăm sóc. Ông có cho tôi được không? Thì có gì vậy bà về đi, từ từ tôi thay đổi. Tôi đợi ông cả đời rồi, ông không thay đổi được đâu. Lỗi là xong rồi, mọi chuyện nó có tày quầy tới bây giờ đâu. Chán ông già ghê. Đó, giờ làm sao đây, tôi không ngờ tới ngày hôm nay luôn đó. Tôi thiệt nha, trời ơi, tôi mà là bà già tôi cũng mê cái ông kia nữa. Nói gì trời? Nói vậy đó. Nhiều khi mày nhìn cái vẻ bề ngoài ngon lành vậy thôi, bên trong thúi nát sao. Quý á, không nghe người ta nói hả? Thà khóc trên chiếc mẹt còn hơn cười trên xe ba ghét. Mày nói chứ mày nói hết trơn. Giờ tụi mày mới ăn cơm hay ăn đạp? Mở miệng ra là đập với đánh, hỏi sao ai chịu nổi căn nhà này không biết nữa à. Ai ăn khổ qua cho qua cái khổ không? Khổ qua thơm lừng đây. Bà qua tôi mới khổ đó má. Hèn gì vợ bỏ đi, vừa. Ôi mà, chị nói đúng thôi chứ. Trời ơi, tém cái miệng gì lại đi. Thôi thương. Trời ơi, bây giờ ổng vậy luôn hả hai đứa? Ổng quá điên đó, bởi vì chị Ngọt là mơ, bởi vì Ngọt đừng có nhắc tới má con nữa. Thôi mà, mạnh mẽ lên coi. Ăn đi. Trời ơi. Chị Ngọt, hả? Cái gì? Con thấy vậy nè. Sao con? Bây giờ cái bà già kia không về, không mấy chị Ngọt qua đây làm bà già thế đi. Cái gì trời? Ôi trời đất mẹ ơi. Sao ổng chịu tao? Cái nét là cái nét nôn nè. Thích dữ rồi đó. Chà. Trời ơi, nghĩ sao tao chịu ổng vậy? Không bé ơi, Ngọt này không bao giờ xài đồ giặt nha. Vậy bà giặt qua đây làm chi? Tôi đâu lo cho ông đâu, tôi lo cho hai đứa nhỏ nè. Tôi nói ha, ông làm riết rồi hai đứa nhỏ nó chết trước ông nữa đó. Bây giờ ông nghĩ đi, ông tính làm sao? Tính gì? Nó đi cho nó đi chứ. Đó, còn cái miệng vậy đó rồi hỏi người ta không bỏ mình. Hả? Dạ. Cái gì? Hả? Bà nhớ tôi hả? Đi luôn đi bà. Không có bà tôi đâu có chết. Trời ơi, cái ông này. Thế là tôi đánh bà được mà. Đó. Ông đi. Dạ, ông bình thường lại không? Thôi ở cái nết này nè. Bởi vì đàn bà người ta sợ không chết à. Đàn ông á là người ta phải ga lăng, người ta tâm lý, đúng không? Đó, thì kiểu là chuẩn quý ông đó con. Thì đàn bà người ta mới mê. Đúng rồi. Bây giờ ông muốn bảo quay về đó là ông phải thay đổi đi. Lấy tao hủ rầy đi. Hả? Tao đổi cái mạng tao cho nó lẹ. Bây giờ bắt tao thay đổi sao kịp. Thôi vậy đi lấy thuốc rầy cho. Cái gì vậy? Cái gì đó con? Chứ sao? Bây giờ kêu cái gì cũng không làm, cứ xin lỗi không xin lỗi. Chứ thay đổi bản thân cũng không làm. Nó chết cho rồi, để chứ tôi sống làm cái gì nữa. Thôi đã tôi cực lắm rồi mày còn nói thêm nữa. Nè, bây giờ mình muốn á thì mình sẽ tìm cách. Còn mình không muốn á thì mình mới tìm lý do. Không. Muốn đúng không? Cách đây.
VTV Entertainment mạnh dạn giới thiệu một game show truyền hình thực tế có 102 chưa ai dám làm. The Dance Gentlemen, quý ông Hoàng Lư. Quy tụ dàn thí sinh ưu tú với nhiều ưu điểm mang đến cho ban giám khảo nhiều ưu phiền. Cùng dàn mentor chớp như đứt cất, thắng như ruột ngựa. Mentor nè ha, với sự mộc mạc đơn sơ nhưng tuyệt đối không phải là tay mờ. Mentor Ngọc Hùng với thâm niên trong nghề cỏ đầu trẻ chắc chắn sẽ mang đến thật nhiều sự mới mẻ. Mentor Hương Cản luôn chơi với tinh thần đừng ai cản Hương chơi tới bến chứ không đường. Từ hàng trăm hồ sơ đăng ký tham dự vào vòng casting tại Checkerdown, Bù Đăng, Bù Đớp, Cái Nước, Đầm Dơi, v.v. The Next Gentleman, quý ông Hoàng Lương đã chọn ra rất nhiều thí sinh xuất sắc để tham gia vào vòng đấu loại trực tiếp đầy gay cấn. Bà giám khảo còn lại được mà, em còn nhiều tài năng lắm. Dạ, nếu giám khảo không chê thì... Thật sự là mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi mình có rất là nhiều tài năng mà chưa gì hết mà giám khảo đã chê là sao? Em phải từ dưới Cà Mau 5 giờ sáng lên tới đây á. Mà chương trình chơi cứ vậy á. Chương trình kỳ quá à. Không có quay gì hết. Chương trình tào lao. Ê, giật quý ơi. Và sau rất nhiều vòng sơ khảo, chúng tôi đã chọn ra những thí sinh bất lương nhất, rất giàu tiềm năng để có thể hoàn lương. Và bây giờ là thí sinh đến từ Mentor Hương Cảng. Mentor Ngọc Hùng. Mentor Neha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón host của chương trình Nam Chuôn. Kính thưa các vị mentor, xin chào các thí sinh. Đã là đàn ông trong cuộc sống thì ai đi chăng nữa cũng sẽ phạm phải những cái lỗi lầm của riêng mình. Và chúng tôi ngày hôm nay đứng ở đây để đồng hành cùng các bạn thay đổi và trở thành một quý ông hoàn lương. Và ngay sau đây, phần thi đầu tiên xin được phép bắt đầu. Khoan, tôi không thi nữa. Anh bị làm sao thế? Tôi thấy trong cuộc thi này có người không xứng đáng. Tôi không xứng đáng chỗ nào? Tôi không nói anh. Gì chứ nói ai? Tôi nói đây. Đây là một cuộc thi của quý ông. Tại sao có những cái hạng người này vô đây thi? Tôi thấy không có phục. Chương trình cho đàn ông kiếm quý ông mà tự nhiên đưa mấy cái thằng nó vô thi. Có nó tôi không có tôi đâu. Đàn ông á mà tính đàn bà. Tôi lừa gia đình ổng có một lần mà ổng ghim tới bây giờ. Tôi thấy nếu mà xui á, ổng đậu quán quân chương trình này thì thôi, đừng có mặc vét, chuyển sang mặc váy đi. Anh kia, anh lấy cái tư cách gì mà đứng đây chỉ trỏ trỏ và nói rằng người này xứng đáng, người kia không xứng đáng? Tại vì đây không phải là đàn ông. Ủa sao vậy? Tôi tên đồng tính nam thôi, chứ giới tính tôi vẫn là nam chứ bộ. Nam gì như con BD vậy? Có BD đâu, không có BD. Anh nói BD đánh á, mạnh lắm á, xéo hoài hàm luôn. Cậu hồi ấy nói cái quái gì vậy? Không phải BD chứng minh đi. Coi chứng minh nhân dân nè. Giới tính nam, Phường tin, chẳng lẽ mọi người không tin Phường? Cái nào mà cần coi mấy cái đó. Tôi xin anh. Ta có chứng minh này kìa. Cãi gì nữa. Hay quá à. Hay quá, về nhà thi đi, ở đây thi làm chi. Má. Ủa? Vô cái chỗ này thằng nào cũng khuyết điểm. Má chửi ai vậy? Vậy đúng 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 đúng. Ông sao? Nè. Thôi đi. Cái anh dơ dơ này nói đúng nè. Suốt ngày cứ tìm những cái điểm sai của người khác mà không biết nhìn cái đống rác trên đầu mình. Ê, gọi đầu rồi nha. Ê, rác gì? Rác không? Rác con cỏ lên đầu cô giờ. Ê, con này không có nghe. Tôi muốn phát điên. Này anh kia, tôi nói cho anh nghe,
trước khi nói chuyện với tôi thì đem cái giấy chứng minh nhân dân ra rồi hãng nói chuyện. Thưa anh, bánh ướt thì phải có nem, chơi game thì cũng phải có luật. Anh thích thi ở đây thì anh thi, mà anh cảm thấy không thi được mời anh đi ra về. Chúng tôi là những người có kiến thức được ban tổ chức mời đến đây trả 75.000 đồng một giờ để chấm các anh chị, chứ không phải đến đây xem các anh chị làm trò hề. Ủa đây ai chị? Bà đó bà. Nope. Ủa mà sao ngộ vậy? Chương trình quý ông mà sao quý bà chấm không vậy? Bây giờ tôi hỏi anh nhá. Thế thì người đàn ông đẹp trai, ga lăng, lịch lãm thì để cho ai ngắm? Cho quý cô. Đấy. Với lại tôi nói cho nghe ha, đến với chương trình của chúng tôi ha, là chúng tôi có thể biến những quý ông trở thành những người đàn ông quý ha. Bà hiểu bà nói gì không vậy? Anh Chun, cứu em. Nghiêm túc đi! Quá mệt mỏi rồi! Và thưa quý vị, một người đàn ông lịch lãm thì không thể nào mà không biết tự phối đồ cho bản thân mình. Người đẹp thì vì lụa, mà lúa tốt thì vì phân. Và ngày hôm nay, thử thách ở phần 2 của chúng ta đó chính là thử thách phối đồ. Và ngay sau đây, 3 phút cho thử thách phối đồ bắt đầu. Khùng quá. Chỉnh rồi. Ủa? Cái gì vậy em? Sao chưa đi phối đồ nữa? Ta bấm giờ rồi. Có cần chúng tôi phối cho không? Thôi cho tôi xin. Một cái thôi. Một bộ thôi. Và lại một lần nữa xin kính chào bà con cô bác mình trong buổi chào ngày hôm nay. Người gần thì vừa ra mà người xa thì vừa tới. Hãy nhanh chân dẻo bước tới tham quan cho nàng thanh lý quần áo giá rẻ của chúng em mà xem. Đi vô nữa đồ thôi. Đồ vô lộn đàn lô tô lô động. Gì như đồ sida ngoài chợ vậy trời? Cái gì đây? Ở phòng thay đồ á hả? Trời ơi, cái nhà tắm giống như cái nhà tắm tôi dưới quê nè. Cái gì tắm mà có tắm mà mua gì? Nghe mùi kỳ vậy. Cái mùi gì hôi dữ vậy ta? Trời mẹ ơi, sao tôi định vậy? Ờ quần này thối à, chưa dặn. Mày hít cho cô vô. Phải hít kỹ cho nó chắc. Trời ơi, lúc đầu vô tưởng nó là mặc đồ hiệu mấy chục triệu. Ai ngờ vô đồ chất đóng chở bà chịu. Thôi đi ra đi. Các thí sinh lưu ý, các bạn chỉ có 3 phút. Mẹ mẹ đi. Đồ si đa, đồ si đa mấy má ơi, đồ si đa. Wow, thực sự không phải là thí sinh của chương trình chúng ta mà tôi khen đâu, mà tôi nghĩ là tôi mà không khen thì tôi cũng chả biết ai khen. Nhưng mà thực sự là khi mà nhìn các bạn ấy chạy cái phối đồ này thì tôi đánh giá cao cái dàn thí sinh năm nay. Cái sự phối đồ của các bạn làm cho tôi thực sự cảm thấy rất là ok la. Tôi thực sự phải mỉm cười để mà hạnh phúc khi tôi bắt gặp cảnh những thí sinh tranh nhau, giành nhau những món đồ và họ thực sự có một cái cảm quan về thời trang cực kỳ ổn định. Và tôi đảm bảo rằng chương trình ở mùa thi năm nay là một trong số những chương trình hot nhất về thí sinh, bởi vì chúng tôi trang bị được cho thí sinh những kiến thức nhất định về thời trang. Tôi lấy cho nên là... Mày có tôi mà! Không, tôi lấy tôi mà. Thế còn ba vị huấn luyện viên thì cảm thấy thế nào? Theo em á ha, em sẽ nhận xét thí sinh của đội bạn trước. Còn mà thí sinh của mình thì mình nhận xét vậy thì quá khen đúng, rồi. Đúng, đúng. Thì em nghĩ là thí sinh của cảng á thì có một cái nét gì đó nó rất là bụi đời. Hơi dơ. Đúng. Và cái cách tìm đồ kìa. Với cái những bộ đồ nó không có hợp với phong cách. Hùng thì Hùng rất là tự tin với lại thí sinh của mình. Thí sinh đồng tính nam nha, có một cái gu rất là luyến ái. Cái phong cách này hợp với lại Hùng lắm, cho nên Hùng rất là thích. Em ơi! Em ơi, cái đồ nó không có được em ơi! Bỏ xuống! Lạt lên nha, cái chợ anh nhà khổ quá nha. Tốt! Không được vô chung phòng idol với đồng tính nam. Đi đây! Cái gì mà đây mà ở đây chứ? Của mentor. Đây cái phong cách bận đồ rồi, sao mà được? Mang tên là 7 cục, thấy có 1 cục 1. Đồng tính nam đã nói lên tất cả, không cần nghĩ ngợi gì nữa. Thực sự nhiều lúc tôi không hiểu các vị mentor ngồi đây để làm gì, trong khi đó các thí sinh của họ đang vật lộn trong cái đống quần áo đó. Và họ thì ngồi đây để cãi nhau về những cái chi tiết rất là không liên quan đến vấn đề đó. Và cái điều đó làm tôi thực sự bức xúc. Mày chết mày với tao mà con chó. Nhanh lên, chúng ta chỉ còn 10 giây cuối cùng. Nhanh lên.
Vô đây chơi với ba. Chơi thay đồ chung. Thay cái gì tôi vô trước rồi. Đàn ông với nhau thôi à, có gì đâu ngặt. Ê đau. Sao sợ ơi, làm gì đi, làm gì đi em. Nhanh lên ơi, nó chưa ra sợ nó bị lây không anh. Trời nó ra trước hay ra sau là các bạn clip của nó. Nhưng mà bảy cũng đi vô chung với đồng tính nam. Bây giờ quan trọng là bây giờ phải nhanh lên, phải ra nhanh lên. Trời ơi, nhưng mà cái ra sớm ra muộn không quan trọng, quan trọng là sẽ ra. Nhưng mà nó lây. Quan trọng là xấu xấu đến nó hoài không làm gì cả. Không được lấy phong cách bọn đồ đó. Nhanh lên, nhanh lên. Thời gian đã chính thức kết thúc. Và kính thưa ba vị mentor, khoảng thời gian vừa rồi cũng là khoảng thời gian rất khó khăn với mọi người. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh đến từ đội mentor Lè He. Anh ơi, em là Nè He chứ có Lè. Chỉ nói được như thế thôi, không nói được kiểu khác được chưa nào. Thắc mắc gì nữa không nào? Không, anh mời ra đi. Xin mời thí sinh của mentor Nè He. Một ngày tình cờ được thấy em bên ai, yêu em như boy nhóc cute đạp xe ba gác hốt xác người yêu. Yeah. Trời ơi Nè He, nhìn đi He, nhìn đi, biểu tượng thời trang một thời cái kìa He. Trời ơi. Trời ơi, nhìn như thằng bộ cũ kiếp trước vậy đó. Nhìn mà tắt máy đi. Em với em kìa kiểm nổi, đừng phỏng vấn nữa. Oh my god. Thực sự khi mà thí sinh trong team Nè He bước ra, tôi chỉ muốn thốt lên một tiếng wow. Nó đem lại cho tôi một cái cảm giác đây là một cái làn gió mới mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nó được thể hiện ở trên cái bộ tóc lật lên ngược trên của thí sinh này. Và tôi thực sự rất bất ngờ về điều đó. Đẳng cấp quý ông là đây nè. Quý ông nhìn như một đứa trẻ trâu. Ai vậy? Tôi nói tìm chị chứ ai. Nhìn tối ngày cứ Nè He nghe nó quê mà nó sướng. Nè He, cái đó thương hiệu của người ta He. Thương hiệu hay thương hại? Thương hại gì? Thì thương hại cho ai xui lắm mới vô tim chị đó chị gái à. Tôi thấy cách lựa chọn thí sinh á, nó nói lên được cái tính cách của mentor. Và thí sinh bảy cục là một thí sinh âm trì khó đào tạo. Xác suất mà anh ấy hoàn lương á là con số âm. Được rồi, để tôi chấm con mắt tôi lên coi coi tim của Ngọc Hồng diễn sao. Hùng ơi, He ơi, nhìn con cảng như từ đầu chương trình rồi, nó không tạo một cái drama gì cả mà Hùng với He cứ liên tục tạo drama, nó nhiều quá nó bị ngộp, hiểu không? Vừa phải thôi. Còn bây giờ để xem thí sinh đến từ đội của mentor Ngọc Hùng. Hả? Cười đến chết à anh ơi. Vậy sao chị không chết luôn cho rồi đi? Không, không chết được. Phải còn sống để chóng mắt lên coi thí sinh của em. Trời ơi. Trời ơi chị ơi, nhìn nó như cái nấm độc ấy. Trời ơi, bận đồ vậy mà đi thi quý ông á. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp mà. Đâu phải đàn ông là không được mặc váy đâu. Tôi thấy ý tưởng này rất là hay nha. Mình là đàn ông, mình phải thử sức, mình phải trải nghiệm những gì mà phụ nữ họ trải nghiệm để mình hiểu và thông cảm hơn cho phụ nữ. Đây là lý do anh chọn bộ trang phục này đúng không? Không! Cái gì vậy? Sao vậy? Có kìa, thôi tôi hiểu rồi. Không, mình nén lại, không xúc động như vậy. Còn nếu mà buồn thì thôi cứ khóc đi. Không ai cấm đàn ông khóc cả. Đây nè 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 nè. Khóc cái này là không có đàn ông nha. Khóc kiểu này là không có đàn ông nha. Ê! Thôi, tôi yêu cầu hai vị mentor về chỗ ngồi. Thí sinh đồng tính nam, đừng có làm như vậy. Làm mọi người ở đây rất là ghê rợn. Bây giờ có việc gì hãy chia sẻ cho mọi người để chương trình của chúng ta sẽ hỗ trợ cho thí sinh đồng tính nam. Em nói đi, ai xử em cứ chia sẻ ra. Nói xấu. À, anh bị gia đình bắt ép lấy vợ. Vậy là phải rồi. Không phải. Có bầu rồi phải không? Nói cái gì mà tàn nhẫn vậy? Chứ cái gì? Bị chơi. Trời ơi. Chơi ép. Trời ơi. Chương trình không có công bằng. Im mồm. Anh vừa nói sao? Anh có biết câu nói của anh nếu như sai sự thật thì toàn bộ công sức của cả ekip đang đứng xung quanh đây, đang mỏi từng cái cơ tay để quay tất cả
cả mọi bộ phận âm thanh, ánh sáng, phục trang, make up sẽ lụi tàn hay không hả? Cô điện ngang vậy bà. Bây giờ anh nói ra đi, chúng ta sẽ giúp đỡ cho anh nhá. Chị im đi. Chị đừng có diễn nữa. Chị kêu tim của chị ra đi là một chuyện sẽ sáng tỏ. Ai cho kêu? Tôi mới là người được kêu. Xin mời thí sinh đến từ đội Mentor Hương Cảng. Ai đây? Đây là ai đấy? Ủa sao đi thi và gom đồ dữ? Trời, gom đấm đồ luôn á. Ổng á, ổng canh lúc tôi đang thay đồ, cái ổng đi vô, cái ổng gom hết đồ của tôi. Ổng qua gom hết đồ của chương trình. Tôi không có gì đây mà, tôi lấy tấm vải, tôi uống ngang vậy nè. Gì mày? Chơi bể vậy ba? Anh thực sự muốn tạo drama ở chương trình này phải không? Anh ăn cắp đồ trong chương trình này, anh muốn lao vào vòng lao lý đúng không? Gì cha? Hồi nào? Vậy chứ đó, tay chứng giật chứng rõ ràng giờ sao nữa? Này bệnh nghề nghiệp! Là ăn cắp giặt chứ gì nữa? Ê, đừng có nói vậy nha! Cô nói đi, tim của cô kì kìa. Thật sự ra á, thì bây giờ mọi chân cơ đều bật lại cho anh. Anh giải thích đi, tôi muốn nghe. Của bà mentor tôi mà bà bán minh tôi là sao bà? Tôi thích kìa ba. Tôi nói rồi, này là bệnh nghề nghiệp, bệnh cũ của tôi. Hồi xưa là tôi đi bắt mấy thằng lòng lề đường mà bán này nè, buôn bán đồ la, đồ si đao mà chợ đó. Tôi bắt tôi ngon nè, bệnh nghề nghiệp thôi. Tôi không chấp nhận. Đây là một chương trình thực tế, chứ phải chương trình cúng tế. Mà làm gì gom đồ như cúng cô hồn vậy? Cái nhỏ này miệng hổn dữ ta. Nè, bây giờ chương trình không có gây gắt cái thí sinh của ai cả, nhưng cũng không thể nào dễ dãi tới mức mà phải cho qua làm một cái tiền lệ xấu cho chương trình. Anh đã không hoàn thành được vòng thi thì không cần giải thích, nên giải tán đi. Loại. Nè ha, thật sự ha, tôi không ưa gì Ngọc Hùng, nhưng hôm nay tôi đồng ý với quyết định của Ngọc Hùng. Loại. Phải phó tay cho cái cậu bắt tay đó. Cậu bắt tay xóa tan hết những nghi ngờ trước đây. Để Hê và Ngọc Hùng chưa bao giờ hiềm khích như đã nói. Bắt tay xóa tan mọi mâu thuẫn. Bắt tay đá văng hương cản ra trường gà. Tôi có nhận cái tiếp báo dành riêng cho hai chị. Cảm ơn hai chị vì hôm nay truyền thông là của hai chị. Thực sự là tôi chưa bao giờ ngồi ghế host của một chương trình thực tế nào mà nó lại đầy dẫy những drama như bây giờ. Mà nó lại còn liên quan đến drama ăn cắp vặt. Tôi rất đồng tình với hai vị mentor. Tuy nhiên về chương trình của chúng ta quá nghèo nàn về thí sinh, nên là coi như chuyện này bỏ qua. Bỏ qua, không suy tính, không loại, không gì cả. Không có một phép trừ nào ở đây cả. Nhưng nếu chỉ một lần nữa mà ai làm mất lòng của ban tổ chức thì tôi sẽ loại ngay. Mà ban tổ chức là ai? Là ai? Là ai? Là tôi đây! Em biết mà sao anh làm dữ vậy? Được rồi, bây giờ sao sẽ nói mà cái câu mà như những chương trình khác tôi đã nói. Game on! Baby! Game on! Game on! Đi thôi! Let's go! Game on! Baby! Game on! Không có quay gì hết. Để mất cái máy quay chứ gì. Tự nhiên nói tiếng Anh không hiểu gì hết trơn. Game on. Game on là gì? Chào mừng quý vị đã quay trở lại vòng 2 của chương trình mang tên Quý ông nhập tiệc. Bản lĩnh của một người đàn ông khi ngồi trên bàn ăn là như thế nào? Và họ thể hiện những bản lĩnh đó ra sao để chinh phục được các cô gái? Có người sẽ rất là dở, có người sẽ rất là tốt, có người thô lỗ và có người sẽ rất thông minh. Và để xem rằng các thí sinh mùa năm nay của chúng ta thực hiện phần thi này như thế nào, trước tiên chúng ta hãy cùng đến với phần huấn luyện của ba mentor. Cả nghĩ nhá, cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Anh có biết tại sao ba má em đặt tên em là Hương Cảng? Hương Cảng có nghĩa là đừng ai cản Hương nhá. Ủi phăng hết mọi thứ cho em, lật tung hết ván cờ này lên cho em nhá. Vào trong đấy chỉ cần im lặng, chiến thắng, không nói gì hết nhá. Hành động thôi. Nè đồng tính, anh phải nên nhớ một điều: dò sông dò biển dễ dò, còn dò vé số thì sau 4 giờ. Sao má?
có nghĩa là sau 4 giờ mới biết được thằng nào hơn thằng nào. Còn một điều nữa, anh phải thật sự tự tin, vì đó là một điều đáng quý của một người đàn ông. Người ta có câu, đàn ông mà có tự tin. Hết rồi. What? Là đàn ông mạnh mẽ, mạnh mẽ. Chiến thôi. Giờ sao? Mẹ. Đã hết giờ thảo luận, xin mời tất cả vào vị trí. Mẹ nói vậy mẹ. Rồi giờ sao hết giờ rồi? Thôi, cố lên hè. Cố lên. Nam Chun, tôi xin thông báo là thời gian để các mentor huấn luyện đã chính thức dừng lại. Và ngay bây giờ chúng tôi mời đến trường quay một vị giám khảo vô cùng đặc biệt. Và hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn cho giám khảo khách mời của chúng tôi. Xin mời cô Diễm Trang. Xin chào các em, cô tên là Diễm Trang. Rất vui được đồng hành cùng các em trong phần thi này. Ở phần thi này, mỗi đội sẽ có 10 điểm thanh lịch. Đội nào bị trừ nhiều điểm nhất, đội đó sẽ là đội thua cuộc. Mời các em nhập tiệc. À, ăn tiệc thôi mà, vô bàn ngồi đấy. Ngồi, ngồi cô nhắc. Xáo sự, em bị trừ 1 điểm thanh lịch. Ủa mắc gì trừ? Người thanh lịch không ai kéo ghế phát ra tiếng ồn như em. Ủa? Đồng tính nam, em bị trừ 1 điểm thanh lịch. Ủa tại sao vậy? Một người đàn ông khi đứng trước một người phụ nữ không có tự kéo ghế ngồi cho mình mà phải mời phụ nữ ngồi trước. Trời ơi, con mèo nó hại đời tôi quá trời. Không biết ai là phụ nữ chứ. Ngồi đi. Dễ quá trời. Đầu tiên, cô Diễm Trang xin chúc mừng các em đã đi tới được vòng thi này. Vô cái đi, vô rồi tới đây đâu phải giỡn đâu, giỏi dữ lắm mà. Trời ơi, giờ mới vô xã à, thoải mái dễ trời. 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, vô. Nguyên một cái bàn bị trừ 1 điểm thanh lịch. Bởi vì không có ai mà cụng ly ồn ào như vậy trong một cái bàn tiệc sang trọng như thế này. Đúng rồi, trời đất ơi, vô tới cái vòng này rồi chứ phải là đi mà hàng tôm hàng cá đâu. Đi đâu cũng vô vô. Ở đây bàn tiệc sang trọng chứ phải đám ma, đám cưới đâu mà vô. Thí sinh xấu sự bị trừ 1 điểm thanh lịch. Ủa? Bởi vì bạn đã nói những lời khiếm nhã khiến cho người khác không hài lòng. Lũ rạng mẹ già này ta. Trời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao. Thí sinh đồng tính nam bằng bị trừ 1 điểm thanh lịch. Ủa làm sao vậy? Bởi vì bạn chọc người khác quăng miếng nhưng không ai cười. Thôi em thấy vui mà. Đồng tính nam bằng bị trừ tiếp 1 điểm thanh lịch nữa. Ủa gì á? Bởi vì mentor của bạn quá cố chấp. Trời ơi, con bèo hại đời tôi nữa. Trời đất ơi, biết thì nói, còn không biết thì đừng có nói, hiểu không? Im đi, càng nói càng sai. Coi bảy cục kìa, nãy giờ im lặng, sao bị trừ điểm được? Bảy cục, bạn bị trừ 1 điểm thanh lịch. Cô nói gì đâu trừ tôi. Bởi vì bạn ngồi im mà không nói gì, mà trên bàn tiệc rất cần sự giao tiếp. Cảm ơn bạn đã nhắc cô Diễm Trang. Bây giờ anh cứ ám binh bắt đập, không cần phải làm cái gì cả. Tội nghiệp quá, đẹp mà tai biến. Không cần nói gì cả, châu bò hút nhau, rồi mũi chết. Ai thua vòng này là bị thủ tiêu hả? Phải gán thắng hờ hơi. Nè he. Nè he. Sao biết hay vậy? Mở miệng ra tôi biết nói cái gì rồi. Lẹ đi. Nè he. Mày trốn điện thoại của ai? Nói. Cái kiểu mà vô ý vô tứ như vậy, chắc có ai kia thôi. Nè he, mới bị giật điện thoại sáng he, không còn điện thoại để xài he. Đây là chắc chắn trong ba cái đây. Ha, tôi rất thất vọng này cả anh. Không có chuyên nghiệp một tí nào cả. Trời ơi, lúc vô là bị giữ điện thoại lục hết rồi, đâu có đâu. Không có điện thoại chơi này cho có tiền để mua điện thoại này. Trời đất ơi, chương trình này đồ né xin tôi mình chứ nó phải đồ đổ thừa đâu mà sao kỳ vậy? Cái gì cũng đổ thừa chứ vậy? Hồi nãy đổ thừa người ta ăn cắp ăn trộm, bây giờ đổ thừa tới điện thoại nữa. Nè he, ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt he. Mẹ kia nói chuyện đàng hoàng cho chưa? Ủa gì? Tôi không có điện thoại, Hương Cả không có điện thoại, nè he không có điện thoại, cả ba thí sinh càng không có điện thoại. Vậy thì ai có điện thoại? Cô Diễm Trang.
Ừ, cô đó, làm gì căng các em? Ủa? Trên một bàn tiệc, có điện thoại là một chuyện hết sức bình thường, mà các em lại phản ứng hoàn toàn bất thường. Các em đừng đừng là một mentor, bên này đừng đừng là một quý ông. Tại sao chúng ta lại không có khéo léo? Chính vì vậy, cô xin trừ các em mỗi người một điểm thanh lịch. Ủa? Cái thử thách điện thoại vừa rồi cũng là do cô nghĩ ra đó. Trời đất ơi, nghĩ gì bác nghĩ vậy? Chúng ta tập trung vào việc chính nha. Trước mặt các bạn là món hải sản vô cùng thơm ngon đến từ siêu thị hải sản Hoàng Gia và Royal Sushi. Xin mời mọi người nhập tiệc. Khoan! Sao mà ăn lẹ vậy? Mọi người không thấy dấu hiệu gì bất thường hết trơn hả? Gì bất thường đâu, đồ ăn này ngon gần chết, bất thường gì? Mình vô tới được cái vòng này còn ba đứa mình là phải thử thách trong gai, cái gì nó cũng nằm gai nếm mật hết, nó cũng có ý đồ trong này hết trơn á. Trời, dùng cái não não mình đi. Là sao? Thức ăn có độc. Có nhóc. Có ăn một miếng nào đó mà chính đạo. Làm quá, làm quá. Vậy chứ sao? Ý của tôi nói là vô tới được vòng này là mình phải thể hiện bản thân, hiểu không? Chơi một cái bàn tiệc này, không lẽ là gentleman, là con ông, quý ông mà nhào vô cắm đầu châu mỏ ăn đúng không? Mình phải làm cái gì đó, ví dụ như góp vui văn nghệ, thẳng không khí như vậy. Tôi kể một câu chuyện cười, góp vui văn nghệ, được không? Trời ơi, không ngờ nhìn một cái người đàn ông khô khan mà cũng biết kể chuyện cười nữa. Cái gì chứ, tôi là hay có văn nghệ phường cấm xã. Tôi kể chuyện đó là cười, cười mà cười bế đủ màu luôn á. Kể lẹ, kể lẹ đi. Cái nhộn nhịp, cái nhộn nhịp. Sẵn có con tôm ở đây. Tôi kể câu chuyện về con tôm, mà kể xong một cái là cười rụng rúng luôn. Kể liền đi, kể liền đi. Kể phụ nha, kể phụ nha. Cái chuyện nó là như vậy. Tôi là hằng ngày tôi đi làm bằng xe buýt. Hôm qua, mới hôm qua nè, lên xe cái có thằng kia dẫn nhỏ con gái, cái thằng đó là họa sĩ. Con nhỏ con gái đó là nàng thơ. Hai người trên xe buýt làm thơ làm mộng với nhau, xong thì cuối cùng con nhỏ nó quay qua nói với chàng trai một câu, tôi nghe tôi cười rụng rúng luôn á. Nói câu, cái câu gì nè? Con nhỏ đó quay qua nói với họa sĩ, anh vẽ cho em con tôm. Diễn 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 tôm đi. Tự nhiên đang ở trên xe buýt thì cái kêu vẽ con tôm, cái thằng đó nó cũng chịu nhỏ bạn gái, nó vẽ con tôm. Rồi vẽ xong con tôm nó đưa cho bạn gái, nè em, con tôm xong rồi nè. Em không thích con tôm này, em thích con tôm khác cơ. Ủa, con tôm này không thích chứ thích tôm nào? Con tôm mà em thích là tôm là cherry. Ai ai, tự nhiên nó sẽ kêu vẽ con tôm gì không vẽ. Con tôm and cherry. Mà con tôm and cherry là cái gì? Là con mèo kêu vẽ con mèo chứ không phải vẽ con tôm. Là cuối cùng kêu vẽ con mèo chứ không có kêu vẽ con tôm. Mà ta nói sáu sự, bạn bị trừ một điểm. Ủa tội gì trời, kể chuyện cười, cười quá trời cười nhưng xung quanh không ai cười, trừ một điểm. Mẹ lại kiếm chuyện nữa. Lâu rồi chưa có đi tắm biển phải không? Sao biết vậy? Thiếu muối quá. Rõ ràng là cố tình. Câu chuyện của tôi rất là mắc cười. Mà không cười, chán, không nói nữa. Đáng lẽ cô tính mời mọi người dùng tiệc, nhưng cô thấy cái ý là kể chuyện cười trong bàn tiệc cảm thấy rất hay, cho nên cô quyết định đây sẽ là thử thách cho vòng thi này. Và người tiếp theo sẽ là ai? Xin mời giơ tay. Nếu không có ai giơ tay, Kim Trang xin phép chỉ định.
7 cục. Hả? Chuẩn bị cho phần thi. Đồng tính nam, bàn trước. Ôi, muốn rớt cái thận ra ngoài đó. Làm sao tự tin lên. Duyên nhãn lên. Em hỗ trợ cho. Ok. Vuốt tóc chị kể đi. Có câu khiển. Cũng kể đi. Vui vui thôi. Chứ không vui quá nha. Ok. Ngày xưa cái có một vương quốc. Cái ngày xưa cái vương quốc cái có một cô Diễm Trang. Cái cô Diễm Trang cái cổ mới nhìn mình kể chuyện vậy. Cái câu chuyện cười của mình cái nó Đồng tính nam, em bị trừ một điểm. Bởi vì câu chuyện ở trong một vương quốc có cô Diễm Trang không phải là một câu chuyện cười. Tại cô nhìn em hoài, cô nhìn người ta cái chuyện cười mà cô nhìn. Ai mà kể cho được cười. Em muốn khiếu rồi cha ơi. Em bị trừ một điểm thanh lịch nha. Mấy con, đứng dậy. Gái lên cho mọi người nghe tiếng gái lãnh lót của mình đi bảy cục. Cố lên. Gái to lên. Bảy cục. Gái chứ không bóc cái cục đó. Gái lên. Không tự tin. Lát ăn không hết cho tôi bỏ bịch đem về được không? Không, chuyện cười chưa có kể mà cái đó là nói riêng nó thiệt á. Có kể mà cười tới đâu, kể cười tới đâu nữa. Đúng vô nhỉ. Con ơi, con. Anh ơi, bớt cái chuyện hề đi. Em mới nãy chỉ nè, đứt chỉ mà Ngọc ơi. Trời ơi. Trời ơi, em có tiền á, tôi bắt ông này về nuôi quá. Phải, thiệt. Nếu mà được thì cho thêm mấy ổ bánh mì. Thấy cũng tội nghiệp. Với mấy này đó giờ mới thấy ngoài lần đầu luôn á. Đem về cho tụi nó ăn cho biết. Là thiệt mà. Là vợ bỏ đi. Vợ bỏ đi thiệt á. Vợ thiệt á. Bà bỏ đi thiệt. Mấy đứa nhỏ tội nghiệp. Sao chị Bảy bỏ đi vậy anh Bảy? Có chuyện gì hả? Bà bỏ đi được tháng này. Nhưng mà làm theo quan điểm của cả như thế này nhá. Một người phụ nữ nếu mà bỏ chồng mình thì được, nhưng mà không thể là bỏ con mình như vậy được. Cái này là vứt đi. Nè, con cả nói đúng đó, đừng có nghĩ về người đó nữa. Cái người đó sai lắm rồi. Không, người sai là tôi. Mà vợ tôi bà, tuy không có được đẹp, bà cũng không giỏi giang như ai, không hoàn hảo. Bởi vậy đó giờ ở chung, tôi cứ thấy cái điều đó là may mắn đối với bà. Bất cứ điều gì bà làm cho tôi thấy nó bình thường lắm. Tôi cũng biết trân trọng đó. Nhưng khi bà bỏ tôi đi, tôi mới thấy suốt thời gian vừa qua tôi mới chính là người may mắn. Ừ.
Ngày hôm nay tôi tới đây, tôi cũng phải là vì giải thưởng. Hay muốn trở thành một quý ông hoàn hảo gì hết, mà tôi chỉ muốn cho vợ tôi thấy tôi thật sự muốn thay đổi. Tôi muốn làm tất cả mọi thứ để bà quay về với tôi. Tôi biết tất cả những gì mà tôi gây ra với bà, tôi không xứng đáng để bà tha. Nhưng thật lòng tôi lúc này, tôi chỉ muốn nói với bà ba câu, ba câu mà hồi đó giờ tôi chưa từng nói với bà. Và thậm chí là tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói. Tôi cảm ơn bà, tôi xin lỗi bà. Tôi thương bà nhiều lắm. Tôi thương bà nhiều lắm. Tôi thương bà nhiều lắm. Em ơi em à, người như anh thấm lòng đơn giản. Trong căn nhà thuê chật chội tối tàn, gạo cơm mắm muối chuyện thường thế gian. Em ơi em à, mong bình an. Những điều lãng mạn cùng đắp xây an nhàn. Của tao tao nghèo mày biết không? Cái to sao mày không ăn của mày? Tao ăn không đủ. Tao nói anh nào tao nói cái gì? Cái bộ mày tao gõ đầu mày. À mày ơi, của tao. Tao đâu, của tao đâu, của tao. Trời ơi, cái gì mà sùm vậy hai đứa? Nha. Yeah. Mới sáng sớm không để ai ngủ hết trơn vậy? Ông già. Cái gì? Cái phụ gì vậy? Thôi phụ gì phụ, miễn đừng phụ lòng tôi được rồi. Em ơi em à, vì thế giới vô lớn rộng bao la, xuân với hạ thu với đông qua còn đôi ta. Người ta mà trong người còn nóng hừng hừng hực lên nè trời. Mọi người biết không, cái khúc mà anh Bảy Cự ảnh xuất hiện một cái nữa. Ôi gãy cái bàn, Quỷ Vinh nó gãy cái bàn anh ơi.
ổng canh lúc mà tôi đang thay đồ nè, cái ổng vô ổng gom hết đồ của tôi, gom hết đồ của tôi. Quỷ, tôi không có điện thoại, Phương Cảng không có điện thoại, Nè He cũng không có điện thoại, cả ba thí sinh càng không có điện thoại, vậy thì ai có điện thoại chứ? Cô Diễm Trang. Diễm Trang, Phương Trang mới vừa nhớ luôn. Không có chứ ai? Cái gì vậy? Tự nhiên đứng lên mà. Em, xưa ơi là xưa. Cái ngủ. Rồi cố lên. À lại. Phải nè. Là sao nó rõ ra nào, nó rõ ra đi. Khan tiếng lên. Cô Diễm Gia, khoan cô Diễm Gia tí miền Nam. Nói ngay cười quá quên luôn. Nói ngay cười. Cho em xin câu đó đi. Ôm nhau đi, kiểu ngọt an ủi ba đứa. Nóng lắm, nóng lắm. Ok, quá wow. Ok, 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 bằng cách nào mà anh vượt qua các thí sinh và trở thành quán quân đầu tiên của chương trình? Không biết nữa. Không có nhớ. Có rất nhiều người không phục kết quả của cuộc thi, thì không biết là suy nghĩ của cô như thế nào? Thời gian sẽ trả lời tất cả, đúng hay là không đúng, thuyết phục hay là không thuyết phục. Vậy em nha.